Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Emilis 1kg, độ lột xác đầy ấn tượng, bốc lọc đồ chơi giá trị của Baker xứ đại. Emilis 1kg là dòng xe con tay của nhà Honda. Từ lúc xuất hiện đến nay, em đã đầy rất nhiều ấn tượng cho cộng đồng chơi xe, với bốc dáng tựa như phân khối lớn mini, được dân chơi độ chú ý đến. Và em nó lập tức xuất hiện rất nhiều bản đồ đầy ấn tượng. Và cái chiếc Emilis 1kg đổi dưới đây đến từ Baker xứ đại, một dẫn chứng cụ thể. Xem qua tổng thể, em đã được khoác cho mình một cái vẻ ngoài từ dàn áo cho đến dàn chân một cách là đẹp hoàn hảo, hoàn toàn mới lạ, tạo cảm giác thích thú và lạ lẫm cho người xem bằng một loạt món đồ chơi giá trị được gắn ở khắp mọi nơi trên xe. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Loại bỏ chó đèn nguyên thủy mà người ta thường thấy, em đã được độ lại với cặp đèn pha tự như cái chiếc phân khối lớn chùm chichable, với thiết kế theo cảm hứng từ đôi mắt ếch cực ngầu, tạo rất nhiều cảm xúc cho người xem. Phần ghi đông được trang bị rất nhiều món đồ chơi tạo cái sự cứng cáp cho xe, như bao tay gù Rizuma, cụm tay của Rambo bình dầu rời, tay thắng tay con CNC tích hợp khả năng chống gãy bình dầu Aiden. Góc nhìn này với bình xăng được phủ lớp carbon fiber là cực đẹp, mang cái tính thẩm mỹ rất cao. Hệ thống giảm sóc được minh lại với vỏ phục đen ti vàng, tạo một điểm nhấn đầy cứng cáp cho xe. Mâm đúc zin được thay thế bằng mâm đồ chơi với kiểu dáng giống như là phi tiêu. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa Albedo kết hợp cùng heo Rambo Bidit. Việc thay đổi này giúp cho phanh có độ ổn định rất cao. Lốp máy được phay lại với kiểu dáng cực đẹp. Điểm nhấn mạnh mẽ ở góc ảnh này chính là Cubo Titan, tạo hình uốn éo đầy nghệ thuật tựa những đường ray của tàu lượn stock. Chén ngồi thế nào hơn, chứ việc sang số trở nên linh động hơn, được thông qua cái bộ số gãy CNC. Giảm sóc bình dầu khiến cho độ nhúng êm ái cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe, với lò xo màu đỏ mạnh mẽ. Hệ thống cáp sau được tạo hình bằng cái chất liệu nhôm CNC, là cực kỳ đẹp, để cho ra một cái đời cái bộ cáp đơn siêu nhẹ đầy cứng cáp. Đây cũng là một cái điểm nhấn tạo nhiều nguồn cảm xúc cho người xem, bởi nó khá là lạ lẫm với nhiều người chơi xe. Cáp đơn được đi chung với mâm sấy kiểu là ngôi sao, được dính chặt bằng ốc titan, nhìn cũng khá chất phải không bác chơi. Điểm chú ý cuối cùng của chiếc xe này chính là bộ ống xả độ cho âm thanh tê tái độ lực. Viro 110, độ mang vẻ đẹp đơn giản, cách ly dưới gầm xe. Dù không được phân phối chính hãng ở thị trường Việt Nam, nhưng cái chiếc Viro 110 vẫn được cộng đồng chơi xe ưa chuộng bởi cái dáng dốc là trẻ trung đậm chất hồng cùng với động cơ mạnh mẽ dễ máy. Chưa dừng lại với sự hoàn hảo cho phần nguyên thủy, các bản độ cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn, và cái chiếc Viro độ kiển ở dưới tầng hầm dưới đây một dẫn chứng cụ thể. Ở bối cảnh là tầng hầm u tối, thế nhưng cái tông màu Medex mà em nó đang sở hữu cũng khá hợp. Bên cạnh đó là những món đồ chơi kiển giá trị làm cho em nó trở nên sang trọng hơn. Phần đầu đơn giản với cặp cù chung cùng với nắp dầu CNC, mang cái sắc màu vàng nó bật. Biển số trước Titan đúng phong cách của xe Indo. Dàn chân nguyên thủy tạo sự cứng cáp với mâm cái màu vàng đồng, một cái tông màu rất được giới trẻ ưa chuộng. Giảm dốc sau Holden bình dầu cho cái độ nhúng êm ái cũng như tăng giá trị của xe lên nhiều lần, bởi dòng phục này đến từ một tên tuổi cũng nổi tiếng. Sở hữu món đồ chơi này là cái sự mơ ước của rất nhiều biker. Ống xả Gran Turismo cho âm thanh tê tái luôn. Chỉ với những cái sự thay đổi nhẹ nhàng bằng những món đồ chơi giá trị thì em nó trở nên hấp dẫn rất nhiều trong mắt người xem. Cảm ơn bạn đã dõi clip này và đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.